Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy kim giòn. Lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đó, lá nhỏ. Loại này rất là xiên hoa. Hoa nó rất là đẹp nha anh chị. Rất là thơm luôn. Cây này đã đâm chồi sống khỏe hết rồi. Này báo với anh chị luôn là khi mà em chặn chuyển á, em ốp giấy vô có mấy cái chồi này nó gãy nha anh chị. Báo anh chị luôn, anh chị nào đồng ý thì đặt hàng ha. Thì đừng có bảo là gãy chồi không nhận cây tội em ha. Em báo trước cho anh chị luôn rồi. Cây này khi vận chuyển sẽ gãy chồi. Anh chị nào đồng ý mua thì cứ đặt hàng ha. Chồi đâm chồi mới thôi anh chị yên tâm. Tại em để chồi là để cho anh chị biết là cây đã đâm chồi sống khỏe thôi ha. Cây đầu tiên. Mã số C65. C65. Mai chiếu thủy kim giòn, lá kim hay lá nhỏ ha. Hoành là 37. Hoành 37. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Đường kính bầu 25. C65 700 ngàn. Em bao ship luôn nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào có đang xem thì nhớ bấm đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những video mới nhất của kênh nghe cô chú anh chị. Mã số là C66. Cây này dáng lắc lượn luôn anh chị ơi. Cây rất là già ha. Quành chỗ này là 28. Quành 28. Chiều cao 41. Chiều cao 41. C66 700 ngàn. C67. Cây khá là to à. Mấy cái chồi nó gãy thì đâm chồi mới thôi anh chị ơi. Cây đã sống khỏe rồi, mình yên tâm ha. Hoành 39. Hoành 39. Chiều cao 44. Chiều cao 44. C67 900 ngàn. C68. Tại nó kim giòn, nó giá nó dễ giòn, nó dễ gãy mấy cái cành. Hoành cái này là 27. Hoành 27. Chiều cao 27. C68 650. C69. Cái này khá to nha cô chú anh chị. 17 luôn. Hoành 41. Chiều cao 28. C69 900 ngàn. Cây rất là to và đẹp luôn. C70. Cây này lùng lực. Hoành 29. Chiều cao 25. C70 550. C71. Cây này cũng có co rất là đẹp nha cô chú chị. Cây cũng khá to ha. Hoành chỗ là 31. Chiều cao 43. C71 900 ngàn. C72. Hoành chỗ là 33. Chiều cao 36. C72 800 ngàn. C73. Hoành chỗ này là 30. Chiều cao 33. C73 700 ngàn. Cây này cao nha anh chị. Vừa cao mà vừa to luôn. Hoành thôi là 30. Hoành 30. Chiều cao 75. C74 850. C75. Hoành thế là 30. Chiều cao 33. C75 750. Em bao ship. C76. Cái này có
cái đầu nó hồi đó không tha keo á anh chị, nó hơi mẻ miếng chỗ này ha anh chị, không sao ha. Nè, chị về xử lý lại cái mặt sống nó bình thường ha, chỉ có bên đây thôi. Quanh thế là 28, chiều cao 33. Thôi anh chị cắt ngắn lại cho đây, chỗ này rất là đẹp nè, cắt ngắn lại chỗ này nè ha. Lấy chỗ này đặt chủ trên này lại. C76 700 nghìn. À, loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết ha, cực kỳ im nha anh chị. Nó rất là im ha, kích rễ cực mạnh ha. Một gói này là nửa ký 500 gram. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho mình. Rồi về liều lượng á, thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước, hoặc một gói này nè mình pha với 300 lít nước ha. Sau đó mình sử dụng được rất là nhiều nha anh chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha anh chị, như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á thì mình liều lượng mình tưới đó là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần. Mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha, một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về với hàng nha anh chị, được về có mấy chục gói thôi, anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200 ngàn một gói 500 gram này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền chịu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120 ngàn một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia vẫn gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120 ngàn mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục, ít rất là lục ha. À, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. 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 Chị xem ha, ngọt ngơi nó nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó, chỉ 120 ngàn em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha, bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó, này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa vàng, kéo tỉa bầu thì đồng giá là 150 ngàn, 180 ngàn một cây, em bao ship ha, em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cái thử cho anh chị xem hàng mới nha. Đây, bao sắc bén anh chị. Osaka ha, được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180 ngàn một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp, cặp tròn và cặp xéo. Đó, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cạp thì một cây là 350 ngàn. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, cũng có hàng của Nhật nha anh chị. Đó, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi, bao sắc bén luôn. Đó, anh chị xem nè ha, lưỡi nè, bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cạp ha, rất là ok luôn anh chị ơi. Nè, nó có chữ in chìm dưới này luôn cho mình luôn ha. 350 ngàn một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ. Đó, hàng cũng công nghệ của Nhật Bản, bao bén
anh chị về mở ra được thử cưa không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000 đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị, chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship, một cây là 70.000 đó, em bao ship cho mình. Nè em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha, rất là em bao bén luôn ha. Nè đây anh chị, không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha, đó nè bao bén luôn đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ, anh chị coi nè, cái mặt cắt nè đó, mướt rượt luôn, mặt cắt rất là mướt nè, rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai nè đó, mặt cắt rất là phẳng luôn nha. Đây cưa lách rất là bén nha anh chị, chiều dài của cái lưỡi cưa ha bằng khoảng 23 cm anh chị ơi. Nè em 23 cm em ha, mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm, tính cái cán luôn là cỡ 30 cm, còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó 23 cm đó nè anh chị, nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha, em bao hàng với chị luôn ha. Đó cưa lách là những cái đầu nhọn nè, những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn đó, mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này đó, mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị, rất là bén ha, chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha, một cây em không bao ship nha chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa cây kéo nào đó hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.